Đầu tiên xin chào tất cả các anh bạn thủ đam mê cá tụi mình Tổ Quốc. Hôm nay tụi mình đã mọc clip gồm 11 can câu anh em. 11 can câu này, 11 can câu hàng kỳ nhật, hàng chất liệu carbon thay da. Thì em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không cho bếp lên á thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Giúp tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho người là một cây cần của Alpha Taco, thương hiệu Alpha Taco. Thì cái này được sổ bộ phen, một phen Fuji biển anh em, phen cầu. Chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình còn khá là sáng nha mọi người. Đó, cái này Alpha Taco cứng 120 dài 2m7. Thì độ cứng này chia cho anh em câu cha, câu chép, tính lăn xe, câu biển nha anh em. Đó. Dạng này dạng bạo lực rồi nha anh em. Fan fan Fuji anh em, fan Fuji, fan cầu biển nha. Đó. Bộ fan cực kỳ chắc nha mọi người. Đó, ngoại hình có xước sát nè, ngoại hình có thước sát có thời gian nha. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật nha anh em, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Fan bass Fuji ngoại hình khá còn ok đó, khá cứng nha anh em. Đánh biển câu cha câu chép đánh bạo lực thì lấy cái này về đánh cực kỳ chắc luôn nha. Thì cái này đọt là đọt 3 ly, nặng là 345 gram, giá công khai cây số 1 là 1,5 triệu cộng ship nha anh em, 1,5 triệu cộng ship cây số 11. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 em lên cho người một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật đây nè, hàng của Korea xuất Nhật. Thì cái này dài 27 cứng 200 đó, dài 27 cứng 200, sổ bộ phen cũng là một phen Fuji cầu biển nha anh em đó, đỏ xám hết nha mọi người đó, Fuji cầu biển đỏ xám. Thì cây này còn rất là sáng nha mọi người đó, còn rất là sáng luôn. Soi kỹ cho anh em xem phen còn đẹp nha mọi người, phen còn rất là đẹp luôn. Đây là đóng chữ Fuji này đó, Big Task. Thì cái này chất liệu là carbon pha nha mọi người, carbon pha. Thì hàng này về chi cho nên đánh bạo lực cho nên câu ba xa, săn hàng, câu biển, câu máy ngang, đánh đáy. Cứng khá là cao anh em, cứng 200 và 27. Thì cái này nặng là 630 gram, đọt là 5 ly 3, đó, đọt 5 ly 3 nha anh em, cứng 200. Giá công khai cái số 2 là 1,3 triệu cộng ship nha anh em, 1,3 triệu cộng ship cái số 2. Tiếp theo là cái số 3. Cây số 3 em lên cho người là một cây hàng của Alpha Taco, hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Cần còn rất là mới anh em. Cây này là bộ dẫn cần phôi carbon thay da nha. Đó. Phen cầu, phen biển. Đây nè. Lọ xám nha mọi người. Bát là bát Fuji. Bát còn rất là mới nha mọi người. Đây, dạng phôi sắn ít đây nè. Đó. Đây nè, đó có thể. Phen ok hết nha mọi người, mua cầu mua biển hàng nguyên zin nha anh em, nguyên zin không độ chế, càng còn khá là mới nha mọi người. Gặp bọn thầy da sẵn rồi nè. Thì cái này cứng 300 và 21. Thì cái này chia cho nên đánh trên ghe, trên bè, trên tàu, trên thuyền. Thì hàng này hàng chia cho nên đánh đáy nha. Đó, anh em ở miền Tây thì lấy cái này đánh dầu đếm thôi, câu bạo lực. Thì anh em ở vùng biển ở Phú Yên thì lấy cái này câu máy ngang anh em, câu máy ngang, câu cá thu. Đó, khỏi chê. Đó, hàng nó bạo lực nha mọi người. Cứng này cứng tới 300 dài 21 nha. Đó, cứng 300 dài 21. Thì cái này nặng là 440 gram, đọt là 4 ly 4. Giá công khai cây này là 2,2 triệu cộng ship nha. Đó, cây số 3 2,2 triệu cộng ship. Lâu lắm mới về được một cây bạo lực thế này. Đó. Phen còn chắc là chắc nha mọi người. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Suzumi, hàng Korea xuất Nhật nha nè. Cây này còn khá là ok nha mọi người. Bass Fuji, phen là phen Fuji, phen cầu. Thì cây này độ cứng là 150 gram và 2m7 nha anh em. Độ cứng 150 gram và 2m7. Thì dạng này về cho anh em câu hồ dịch vụ nè, săn hàng, câu lăn xê, câu biển. Nè, phen là phen cầu, phen biển nha anh em. Phen này đánh phê pha luôn á, chuẩn bạo lực luôn nè. Bát là bát Fuji nha, ngoại hình còn rất là ok luôn, phôi là phôi sáng ít nè. Sáng gần guốc luôn nha mọi người. Đó. Phen Fuji nha, phen Fuji lõi xám, phen biển cứng 150 gram và H7, cứng 150 gram và H7.
Thì cái này nặng là 480 g, đọt là 3,7 ly. Giá công khai cái số 4 là giá 1,6 triệu cộng ship nha nè, 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 bên cho người là một dòng đai qua Holylock, dòng đai qua carbon sang ít nè, sáng ngang bút hết nha mọi người, thắng tới là ngọn luôn. Cái này vẫn số bộ phen là phen cầu phen biển, thì phen này em chưa vệ sinh lại nha anh em, đó anh em về chịu khó vệ sinh giúp em nhé. Nguyên bộ nha mọi người, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Thì cái này đây qua sáng ít, chất liệu là chất liệu carbon, dài 2m4, độ cứng 120. Thì dạng này về cho anh em đánh trên bè nha nè, trên bè trên ghe đó, đánh bạo lực, câu tra câu chép câu lăng xê rất là phê nha mọi người đó. Carbon sáng ít nha, phôi thì còn rất là đẹp nha nè, có phen thì bên Nhật họ câu quá, họ không vệ sinh, nó bị ten một tí thôi. Giờ anh em chịu khó về sạc cái giúp em nha. Rồi cây số 5, cây số 5 là nặng là 420 g, đọt là 3,5 ly. Giá công khai cây số 5 là giá 1,6 triệu cộng ship nha. Phen còn rất là chắc nha mọi người, cần rất là chắc luôn. Tiếp theo là cây số 6, thì cây số 6 là một cây cần full hợp. Thì cái này đây qua carbon thay da, cứng 80, dài 2m7 nha anh em, cứng 80 dài 2m7. Thì cái này dài 2m7, thu gọn là 114 cm, hai khúc, nặng là 400 g, đọt là 2,8 ly đó. Độ cứng cái này nó chạy dài từ 50 đến 120 nha anh em. Thì giá cây số cái số 6 giá là 1,4 triệu cộng ship nha, cùng full hợp nha anh em, điểm sau nha anh em. Hàng quán là hàng chất liệu carbon thay da đó. Rất ok nha anh em, độ cứng 80 và 27, độ cứng khá chỉnh cho anh em đánh bạo lực, câu tra câu chép, câu cá chẽm, phôi sáng ít nè, phôi còn cực kỳ mới nha đó, không lỗi lầm gì hết, bát tầm bát pussy tam hoàng đó. Rồi cây số 6 giá 1,4 triệu cộng ship nha nè, 1,4 triệu cộng ship cây số 6. Theo cây số 7 nha nè, thì cây số 7 mới cho người quẩn một dòng cần của đây qua đó. Thì dòng cần này dòng cần đây qua hay lốc carbon wicker, dòng này dòng nội địa nha nè đó, đây nè sáng ít nè. Đọt thì phôi cargo nha anh em, đọt phôi cargo nó làm tăng độ cứng của đọt lên. Bua bu xít nha anh em, bu xít phen là phen fuji lõi xám đây nè, sao kỹ cho anh em xem. Sáng ít nha anh em, đây nè, bát là bát fuji nha anh em, bát fuji phôi sáng ít carbon wicker. Thì cây này cứng 30 dài 3m nha anh em, cứng 30 dài 3m, thì phôi này nó rất là chuẩn luôn, độ cứng nó có thể lên 50 luôn nha mọi người, độ cứng nó có thể lên 50 luôn, cứng 50 30 dài 3m. Thì độ dài độ cứng này chuẩn cho anh em đánh lăn xe nha anh em, đánh lăn xe câu tra câu chép câu thoải mái luôn đó, dạng đánh cực kỳ phê luôn, bao cảm giác. Thì cây số 7, cây số 7 nặng là 350 g, đọt là 2,8 ly, giá công khai là 1,3 triệu cộng ship nha anh em, 1,3 triệu cộng ship nha anh em. Rồi ok nha, khúc đây còn rất là mới nha, ở trên đây thì có hơi xích xác một tí đây, chốc keo thôi nha nè, không ảnh hưởng gì đâu, đầu nổi cũng ok hết nha. Rồi giá cây số 7 1,3 triệu cộng ship nha nè. Tiếp theo cây số 8, thì cây số 8 vẫn là một cây hàng của Daiwa đó, dòng Daiwa là dòng Daiwa của nội địa nha anh em, chỉnh cái máy lên xem. Dòng này qua của nội địa, thì dòng này của Holylock, dòng carbon wicker, carbon thay da sáng nhất này, phone này phone thấy không, khác nhau liền đó, một cái sáng nhất cực kỳ dày luôn, một cái nó thừa. Bát là bát đây qua nè, bát hãng đây qua, phen là phen lõi xám như này, phen lõi xám này. Bower mét nè, cái này cứng 50 và 3,6 m nha anh em,
bullshit thôi nha, bullshit. Thì cái này về cho anh em câu câu lăng xê, câu tra, câu chép, câu dạt bờ biển. Hoa xong nhất nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Có ok hết nha mọi người. Ngoại hình còn cá ok. Thì cây này được đi keo lại anh em, đi keo lại phen này. Đó, phen đề ba đi keo lại. Đó. Đi keo thì chỉ lên nè, đó. Đó. Cần sao thì báo anh em vậy thôi. Đó. Thì cây số 8 cứng 50 dài 3m6. Nặng là 330 g, đọt là 21. Giá công khai là 1.500.000 cộng ship nha anh em. Cây số 8. Cây số 8 1.500.000 cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Cây số 9 chứ. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em đang cho người là một dòng cần của Daiwa Helilock. Đó. Dòng này dòng đánh bao lực nha anh em. Đó. Phen cầu biển nè. Đó. Bá tầm bát Fuji trăm vàng. Thôi là phôi carbon sang ít. Đó. Phôi carbon sang ít cho anh em. Đó. Thì cần này nó có xuất sắc nha mọi người. Đó, ngoại hình nó có xuất sắc đây. Đó. Bu là bu xít luôn nha anh em, bu xít trong sáng luôn. Phen là phen biển nha anh em, phen cầu. Đó, đây nè, phen nó hơi kiểu cũ tí anh. Keo thì ok hết nha anh em. Anh em về chịu khó chùi rửa là giúp em nha. Phôi phôi sáng nhất nha anh em. Đọt là đọt phôi cargo nha mọi người, đọt phôi cargo nó tăng độ cứng của đọt lên. Thì cái này cứng 80 và 3m3 thì độ cứng này chỉnh cho anh em đến bạo lực nha. Đó, đến bạo lực, đánh dạt vào biển. Đó. Rất là ok nha mọi người. Phen ok hết nha mọi người. Thì cái này nặng là 480 g, đọt là 3.6 ly. Giá công khai cây số 9, giá công khai 1.6 cộng ship nha nè, 1.6 cộng ship. Cứng 80 và 3m3. Tiếp theo là cặp hai cặp cuối cùng, cặp số 9 và cặp số 10. Thì hai cặp này là hai cặp hàng trưng bày, hàng khá là đẹp luôn. Đó. Hàng này giống như hàng lướt vậy anh em, ngoại hình bao đẹp luôn. Dạng này về anh em thích hợp cho anh em sưu tầm. Thì dòng này dòng Daiwa Helilock, dòng carbon sang ít mà carbon đỏ nha anh em. Đây nè, phen là đĩa nha anh em. Cây này sử dụng bộ phen là bộ phen sheet nha anh em, bộ phen sheet đây. Đó. Nguyên bộ phen sheet luôn. Bát tầm bát Fuji tam vàng. Bát sơn bên. Nè. Đọt đó nè, đọt đó không, đọt nó làm dày lên đó, dạng cargo carbon wicker nè, bullshit luôn, fan shit luôn đó. Đây xì lì cũng nè, cần còn gấp và mới nha mọi người đó. Cúc nói nó đây mẹ số lượng danh thêm gấp và mới nha mọi người. Cái gỗ mút cũng còn rất là mới luôn, là loại đề nha mọi người, hay xe pen. Thì cái này dài là 50, dài 3m3 nha anh em. 50, 3m3, chỉnh cho anh em về câu lăng xê, câu tra, câu chép, câu giặt bờ biển, sưu tầm. Thì cái này nặng là 350 g, đọt là 2.5 ly. Giá công khai là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship, cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 là một cây cần Daiwa Helilock carbon wicker. Đây này. Nhìn vô cực kỳ ngầu luôn. Đó. Phen là phen sheet hết anh em, phen sheet hết nha. Đó, nguyên bộ phen sheet đây. Bộ phen sheet này lượm tiền này. Thôi carbon đỏ sang ít. Bát là bát Fuji đem vàng. Đọt có dạng làm cargo nè, đó. Bù bù xít luôn. Đầu nói ok hết chân nhanh nè. Sẵn là văn rút. Tem đầy đủ như nè, carbon Victor. Thì cái này dài 3m6 nha nè, cứng 50, dài 3m6. Đó. Nặng là 360 g, đọt là 2.5 ly. Giá công khai cây số 11, giá vẫn là 2 triệu cộng ship nha anh em, 2 triệu cộng ship. Hàng bao đẹp nha anh em, bao sưu đẹp, bao sưu tầm luôn. Đó. Hiếm lắm hiếm mới về được một cặp thế này đó nè. Rồi, đó tổng cộng 11 cây cần em lên nha. Hôm nay anh em ưng cái nào chốt để em xôn thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.